Chào bạn lên kênh Bùi Tân Viên Ốc nhé. Lâu lắm rồi Bùi Tân Viên Ốc cũng chưa ra cái video vào về chăn nuôi thả cá. Cũng thời gian vừa rồi có rất nhiều bạn comment cũng như là nhắn tin gọi điện cho mình hỏi về các cái kỹ thuật chăn nuôi cá. Thì hôm nay mình lại có thời gian rảnh rảnh mình quay lại mình quay cho các bạn một số cái vấn đề về chăn nuôi cá. Mong các bạn luôn luôn đồng hành cùng với lại Bùi Tân Viên Ốc trong thời gian tới cũng như là thời gian tiếp theo. Thì cũng đã lâu lắm rồi Bùi Tân thì mới lại quay cái video. Thì đây thì cái khung cảnh của nhà Bùi Tân, cái ao này ao cá giống số 1, ao bên kia thì cá giống số 2, ao này thì nuôi cá thịt. Bây giờ thì hiện tại bây giờ là ông bắt đầu là cho ăn buổi chiều, buổi chiều là 2:30, buổi sáng thì là lúc cho ăn lúc 9 giờ. Thì cũng có một số bạn hỏi mình thì là cái diện tích ao cũng như là mật độ cá thả cũng như là lượng thức ăn cho ăn như thế nào. Mình cũng đã comment trả lời tất cả các bạn rồi. Thì hôm nay thì mình lại quay sâu hơn một chút nữa, đi sâu hơn về các cái loại thức ăn cho cá. Trước hết thì mình vào mình sẽ cho các bạn xem là cái các bạn hay hỏi mình là mình cho ăn loại cám nào. Thì mình sẽ cho các bạn xem là ăn loại cám nào. Thì đây là cái cám nhà mình cho ăn một loại từ lúc nuôi bé cho đến lúc xuất chuồng chỉ một loại. Ông đang bê ra. Đây, nó là loại này. Nhiều bạn hỏi thì mình lâu lâu mình cũng không về nhà, mình cũng không. Đây. Thức ăn hỗn hợp dành cho cá chép trên 200g trên con. Vốn đầu tư 100% cái này là của Singapore nhé, của Hải Dương sản xuất nhưng mà công nghệ vốn đầu tư là của Singapore. Đây là cái cám. Còn này hạt cám và con cá thì mình sẽ ra trực tiếp mình đã cho các bạn xem. Thì cho ăn thì mình cho ăn hết tất cả bằng máy nhá. Như các bạn nhìn đây là cá đang ăn này, tí là mình sẽ đến gần hơn mình sẽ quay cho các bạn. Cho ăn tất cả bằng máy hết nhá. Mình sẽ cho các bạn xem cái hạt cám cũng như là cái con cá. Cái một số bạn hỏi mình cho ăn bằng máy nó có ưu điểm như thế nào thì mình cũng nói luôn là cho ăn bằng máy nó rất là tiện lợi. Nó phun ra đều, con cá nó sẽ ăn được đều hơn. Mà nó phun theo hình phễu ấy, gọi là hình chóp nón ấy thì là con cá nó đi sẽ di tản ra đều hơn chứ nó không như mình rác bằng tay. Rác bằng tay thì mình dùng cái bát, cái thìa mình cái đĩa mình hất đấy. Thì là con cá nó sẽ dồn cái cám nó sẽ dồn vào nó không đều. Đây. Cám hiện tại nhà mình bây giờ đang cho ăn cái loại này là 2 ni. Từ đầu đến cuối mình chỉ cho ăn một loại này thôi các bạn nhá. Loại này thì lượng đạm nó cao hơn này. Đây mình sẽ cho các bạn xem là con cá này. Bây giờ hôm nay thời tiết nó nắng nên là nhìn nó cũng hơi bị khó nhìn. Các bạn có thể nhìn thấy được thì con cá nó ăn rất là đều và nó rất là xa này. Diện tích chỗ này nó rơi khoảng cỡ 80m2 chỗ này, tầm 80m2 diện tích mặt con cá nên nó ăn. Tuy nhiên cái ao nhà mình nó rất là rộng nên mình thả được cái lượng cá nó rất là nhiều. Đây các bạn nhìn con cá rất là đều, con cá tuy nhiên thì là những cái dừa này thì cũng những con cá nhỏ. Bởi vì con cá nhỏ là tại sao mình lại nói những con cá nhỏ, bởi vì con cá rô phi ấy là mình bắt đầu mình thả sâu, con cá rô phi thả nó rất là nhanh lớn. Thì khi trọng lượng con cá chấm, con cá chép của mình nó đã đạt được cái biểu theo yêu cầu ấy, bắt đầu mình mới thả con cá rô phi.
nên cá rô phi nó sẽ không ra nó ăn được cùng với lại các cái con cá chấm cá chép ở ngoài xa. Thì mình sẽ các bạn nên lưu ý sẽ té thêm cái cám ở cái rìa này nhá. Còn những con cá to nó sẽ ăn ở cái chỗ vùng xa, khi mà máy nó phun ra nó sẽ ăn ở cái chỗ vùng xa này rồi. Đấy, các bạn nhìn nó lượng con cá nó ăn như thế, mà đây là mình đứng xa nó, mình không đứng được gần. Đây như này, quay từ xa thế này các bạn nhìn thì các bạn biết được là cái lượng con cá nó ăn nó sẽ tập trung vào cái vùng mà cám nó phun ra được. Diện tích nó rất là rộng. Chỗ này là 70-80 m² diện tích cá nổi trên mặt nước đấy các bạn. Bởi vì cái mình như mình nói từ đầu đấy là cái diện tích ao nhà mình rộng, cái lượng con cá chép, con cá chấm mình thả nó rất là nhiều, con cá trôi mình thả nó cũng hạn chế thôi. Cá sôi đây thì mình ví dụ như cái ao này nhà mình diện tích là hơn 3 mẫu mặt nước ấy, thì mình chỉ thả có 2.000 con cá sôi thôi, vậy là thả để có thôi. Còn chép mình thả hơn 8.000 con, chấm 10.000. Cho nên là diện tích nó ăn như này, bây giờ là con cá chấm đang đạt được cái mức là tầm 2 cân một con. Con cá chép là mới được cũng tầm 2 cân 1, 2 cân 2 một con. Nhưng cá rô phi thì mình mới vào nha các bạn nhé. Cá rô phi thì bây giờ đang hiện tại đang là cân 8 đến 10 con. Đấy, khi mà con cá rô phi sẽ đạt được cái biểu thì mình sẽ bán cái cá. Nên cá bán lúc đó thì con cá chấm nó sẽ đạt được khoảng từ mấp 4 đến 5 cân. Con cá chép nó rơi khoảng 3 cân rưỡi 4 cân. Đấy, còn những con cá chép và những con cá bé nó ăn ở trong cái rìa này. Còn những con cá chấm thì nó sẽ ăn, con chép to nó sẽ ăn là cái rìa ngoài kia. Còn các bạn cho cá ăn cũng như là nuôi cá đấy, phụ thuộc vào cái diện tích ao cũng như là phụ thuộc vào cái nguồn thức ăn của các bạn. Có nơi thì các bạn giờ cái cám đắt thì các bạn tiết kiệm, các bạn cho ăn ngô nghiền này. Ngô nghiền hoặc là cái đậu tương nhập khẩu đấy, nghiền là cũng tốt. Và đặc biệt con cá chấm là các bạn lưu ý là bắt buộc phải có cái cỏ nha các bạn nhé. Được, có cám ăn không là không ăn thui đâu. Bởi vì con cá chấm là nó sẽ thường xuyên thay răng và nó mọc răng ấy. Nó ăn mà nó không có cái độc lượng bột không ấy, mà nó không có cái đựng chất xơ nên là con cá chấm nó sẽ hay bị rụng răng và nó hay bị chết đấy. Nên các bạn rất là nên lưu ý cái vấn đề này. Cái thời tiết buổi chiều này quay này các bạn nhìn nó không rõ, bởi vì cái buổi chiều này ánh nắng lên xong cái mặt nước cái màu xanh này các bạn nhìn con cá nó sẽ không rõ lắm, bởi vì nó sẽ ăn rất là xa. Hôm nay thì mình cũng quay qua cái các cái cho cá ăn cũng như là cái phân loại cái cám mà mình cho ăn như là cho ăn bằng máy. Mình chúc các bạn kết hợp với cái mô hình chăn nuôi của nhà các bạn làm sao cho nó hợp lý để đạt được cái hiệu quả cao, năng suất cao trong chăn nuôi trồng thủy sản, nhất là trong cái lĩnh vực nuôi cá. Chúc tất cả quý vị và bà con luôn luôn thành công, nuôi được con cá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Chân thành cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng Bùi Tân Vlog trong suốt thời gian qua cũng như trong những thời gian tới. Đặc biệt các bạn có cái những cái gì thắc mắc thì mình sẽ để lại cái số điện thoại trong phần nội dung mô tả. Các bạn có thể gọi điện cho mình trực tiếp hoặc nhắn tin cho mình sẽ trả lời tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn.